Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị thích mai vàng, đam mê sưu tầm đôi tay chuyện trang trải nước đang trên kênh cuộc sống của Na Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với chợ Phú Vàng chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai mới rồi luôn ạ. Trong clip hôm nay thì mình có khoảng 4 cây mai hàng chỉnh cho cô chú anh chị càng thông cây đàn lớn luôn ạ, cái cúc hậu hương hết cô chú, với lại một số giống siêu môn Sài Gòn nữa ạ. Chúc quý cô chú anh chị xem biết vui và tặng được những cái ưu ý cho mình luôn ạ. Em xin phép được clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Dạ hôm nay thì mình có đủ kích cỡ luôn coi cho cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn luôn ạ. Cúc hoa hương cây lớn nha cô chú anh chị ha. Rồi anh chào Phương nha. Chào cô chú anh chị trên kênh cuộc sống thời gian. Rồi hôm nay em về cái lô mai mới anh chị. Có siêu bông Sài Gòn, mai quắn, rồi Đại Lộc với Phú Tân với bốn cây thọ hương lớn nha anh chị. Chung là rất mong cô chú chị là sao ủng hộ mã số này là mã số 65 là cây siêu bông Sài Gòn chị ơi. Nè bông nè. Hối thần không? Hối tiền luôn. Hết sức. Cái này có nụ chưa tới nha cô chú chị. Cái này nụ nhiều lắm. Cái này còn có đâu chừng có chục ngoài cây nữa em lựa về nụ nhiều á, lựa về bán anh chị ha. Còn mấy cây cây sau là nói chung là ấy rồi. Có nụ nhưng mà ít. Em lãi lá em qua Tết bán. Còn mấy cây này nụ nhiều nha anh chị. Cái lô này em tới 200 mấy chục cây luôn. Đế quái quái gì không à. Cái số còn lại gông gông lá chắc ra viên bán. Rồi, củ đế này được 32. Hoành thân là được 14. Cao 65. Tà ngang 70. Rồi siêu bông Sài Gòn mã số 65 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.100.000. Mã số 66. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn gì ơi. Lên cây Đại Lộc với bắn luôn đúng rồi. Xem xen kẻ nhau. Cây này ghép một bo một ha. Cô chú chị nào mà phải chơi có con bo rồi chơi này, cái này nó ghép bo nè. Cái này cô chú chị mình nuôi tương lai lã liền luôn anh chị nè. Đó nó kéo nhựa nè. Nụ là cực kỳ nhiều nha anh chị. Đế cũ. Rồi cũ đế là được 25. Hoành là được 15. Chiều cao là được 70. Ngang 56. Rồi mã số 66 xin giao lưu 1 triệu anh chị ơi. Gọn dễ chơi hết cô chú chị. 67. Mã số 67. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn chị. Lùng đèn vàng đều nha cô chú chị. Thủ ra chung mà hàng này là còn có nhiêu đây là lựa anh chị chơi đấy ha. Lựa bông nhiều nụ nhiều nè. Đó, cái này nụ dữ lắm, nụ luôn nè, kẹo nụ luôn á. Cái ghép 3 bo nha anh chị. Cái này hoành là được 15. Chiều cao là được 65. Tà ngang là được 72. Rồi mã số 67 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 2 anh chị ơi. Dạ 1 triệu 2 anh chị. 68. Rồi mã số 68 là một cây mai giảo tự sắn. Ôi ôi quá khứ anh chị ơi, cái này nụ nhìn nụ nè. Đó. Cái này quá kích gịch luôn cô chú chị nha. Trồng rất to lắm luôn ha. Lấy xe nhỏ đẩy cây này. Nút dữ lắm nút. Này nút nhiều lắm. Kẹo nút luôn á. Hình như là mỗi cái quéo là mỗi nút chứ phải là mỗi cái vách lá nha anh chị. Đế đẹp ha anh chị. Cái này cái nó có thoát khăn nè, mai quắn chưa thoát khăn gì lạ anh chị. Rồi cái này hoành là được 28 hoành. Chiều cao là được 108. Tán ngang là được 70. Rồi 1 triệu rưỡi gì mã số 68. Cây quắn không cao như Đại Lộc. 69 là một cây mai Đại Lộc ghép tứ quý anh chị. Nụ là này là bằng chứng sống nha. Tứ quý nè anh chị.
mà công nhận ghép cho Tứ Quý công nhận nó cũng kinh hồn thiệt. Này nó như xương cá luôn vậy. Ghép được ba bôi đó. Này chuẩn bông ha, chị xem này ha. Nè, cái nút tròn gì là chuẩn này anh chị. Nè, chuẩn bông. Đây nè. Vì là cô chú chị mình chơi yên tâm đó, nó không bị đốc hết anh chị. Đây là hai nhánh là ngon lành rồi đó. Nhánh giữa gì chắc không đốc đâu. Nhánh giữa có luôn à. Ờ, đây nè, đúng rồi. Vì là cây này chuẩn giống luôn anh chị, chuẩn bông luôn anh chị ơi. Yên tâm chơi cây này anh chị. Ờ, cây này hoành là được 18 hoành. Chiều cao là được 80. Ngang là được 69. Rồi mã số 69, cây Đại Lộc Giáp Tứ Quý này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ngàn. Cái này nở bông một cái là gì? Không thấy nhánh đâu luôn nha cô chú. Mã số là coi lên xe nó chạy dưới liền được luôn chứ. Mã số 70, cây siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Lùng liền đều tàn luôn cô chú. Rồi cây này cái tàn ghép hai bo. Cái này đế là hơi bị đẹp á nha. Thân lắm, đế lắm. Cái này thì hai bo nó liền luôn rồi cô chú. Nè. Hoành đế là được 36. Hoành thân là được 17. Chiều cao là được 58. Tàng ngang là được 63. Rồi cây siêu bông Sài Gòn mã số 70 xin giao lưu là 1.100.000 anh chị ơi. Cái này nụ chùm chùm luôn nha cô chú. Nụ. Dạ. Chụp luôn không? Đẹp quá. Mã số 71. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn anh chị ơi. Em này cũng lắc lượng nha cô chú chị đi. Này trên cặp với cây 70 được nè. Đế đẹp giống hệt rồi. Nụ nút thì khỏi chê luôn cô chú chị. Nói chung là hàng này hàng lựa đủ rồi, yên tâm. Ba bo rồi đó, cái nụ này gần liền mà cắt luôn đó cho chú. Về em lựa nụ có nhiêu, còn nhiêu đó là lấy hết luôn đó anh chị. Rồi hoành đế là được 30. Hoành thân được 15. Chiều cao là được 63. Ngang là được 62. Rồi 71 cây siêu bông Sài Gòn xin giao lưu là 1.100.000 anh chị. Mã số 72. 72 là một cây Đại Lộc với phôi mai vàng anh chị. Dữ lắm cái vàng nụ hả anh chị. Cái này chỉ có 2 bo thôi cho các anh chị ha. Đại Lộc ha. Mai Đại Lộc vào mùa. Rồi cây này hoành thân là được 16. Chiều cao là được 62. Tàng ngang 75. Rồi mã số 72 xin giao lưu với cô chú chị mình là 400k. Dạ, 400k. Mã số 73. Rồi để cho. Tàng dễ thương lắm cô chú. Để nó đi đi để kêu lại móc quýnh đó đó. Mã số 73 siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Ủa cái này đủ phiền. Thì mê luôn rồi. Thì hôi luôn. Hết sức cho nụ anh chị ơi. Cái này bộ, ba bo nha, cái gì bo lớn, có cái bự hơn nữa. Cái này được cái đế nó quái nè. Cái này cô chú chị nào khoái đế chơi này ha, cái này nó nhỏ mà nó quái dữ lắm quái. Kỳ phải nói như đế luôn mà cái tàn đẹp ha. Hết dính tàn. Giòn giò luôn. Rồi 35 cái cụ đặc này. Hoành eo là được 14. Chiều cao là được 68. Tàng ngang 68 luôn. Rồi 1.100.000 anh chị. Mã số 73. 74. Rồi siêu bông Sài Gòn. Ôi ôi cái cây tàng này cứng tàng này. Đó, cứng luôn. Nè nút nè. Đó dày nha anh chị. Nè. Nhìn thấy rõ luôn nha anh chị. Đế nè. Cây này ngoái đầu anh chị. Cực kỳ đẹp ha. Dễ thương. Rồi. Hoành đế này được 35.
Hoành thân là được 16, chiều cao là được 58, tàng ngang là được 65. Rồi mã số 74 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.100.000 luôn. Xin ông thầy gọi hết cô chú anh chị. Quẩy, bó này lại. Mã số 75. Mã số 75. Rồi cái đại lọc cho anh chị ơi. Ờ, cái này nó phơm thằng dùng à. Cỡ nào cũng chấp cũng tròn 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 hết cô chú. Ở gì đâu làm được giám khảo rồi đâu. Năng nỉ ra vô làm giám khảo rồi đó mà ba không đi. Ai bo thôi. Mã số 75 đại lộc nha anh chị. Già mùa ha. Có mấy lô này, mấy này đại lộc ghép 3 mùa chứ. Đó, cái này để nhìn thú nha anh chị. Nè. Đó, chân nè. Nha. Hai chân trước nè, đít nè. Cái này. Rồi hoành là 18. Chiều cao là 70. Tàng ngang 70 luôn. Rồi mã số 75 cây đại lộc xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 gì ơi. Cây này đó phải cắt ngắn thôi. Đây là ngon dài quá. Rồi đổi vô 76. Mã số 76 là một cây siêu bông Sài Gòn. Có 5 cây, 6 cây nữa. Cái này cũng được 4 lo đó rồi chứ. Ngoài này, để ngoài này, mấy cái mai này để quay cho ta đổ. Bích. Dạ, được rồi. Cái này nguyên cái củ đế đặt luôn anh chị ơi. Nè, củ đặt là được 32 anh chị. Nè, nguyên bể đế đặt luôn ha. Cái này hoành thân là được 15. Chiều cao 68. Tàng ngang 68. Rồi mã số 76 cây siêu bông Sài Gòn xin giao luôn là 1.100.000 anh chị. Cây nhỏ gọn để thằng khách chịu chơi hết. Bông hết sức bông. Rồi. 77. Mã số 77 là siêu bông Sài Gòn luôn. Đó, nè đế nè. Cây nhỏ mà đế hết sức đế anh chị. Đó, thằng lắc ngoái đầu đẹp ha. Sáng nơ mà nó gom đế nha cô chú chị. Cây ghép 4 bông anh chị. Rồi, hoành là được 14. Chiều cao là 64. Tàng ngang là 67. Hoành đế là được 42. Rồi 1.100.000 gì, mã số 77. Dạ, 78. Mã số 78. Rồi, là một cây đại lộc luôn gì. Nụ thì hết ham. Hết biết cái nụ. Cá quá khứ có hai to thôi, bự 22 hoành. Chiều cao 75. Ngang 75. Rồi 78 xin giao lưu với cô chú chị mình 450 gì. Mã số 79. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn chị ơi. Hồi nút nụ rồi. Có sức luôn. Nụ già cho nó thôi có được. Rồi nguyên bài đế hết sức rồi. Đẹp cực kỳ hả chị. Cái này hoành 17. Chị phải đổi làm sao mà chị không đổi hoài. Chiều cao 76. Tàng ngang là 68. Rồi mã số 79 cây siêu bông Sài Gòn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Dạ, 1.300.000. Mã số 80. Mã số 80 siêu bông Sài Gòn. Cái này ghép 2, 4, 5 bò. Nút nè, quá khứ. Cái này em chặn đọt hôm bữa giờ nó mà nó đi quá trời đi. Nó sung cây á anh chị. Ra đọt quá trời.
dữ lắm nụ. Nói chung là mấy cái này còn bao nhiêu đây là lựa hàng lựa nụ không á, lựa nụ cho bán cho anh chị cho Tết á. Còn mấy cây ít nụ giờ em gông lá chứ, ngày gông lá thì vài bữa nó ra lá mới qua viên bán. Đồ để là anh chị xem hết biết không. Rồi, củ đế này là được 54. Hoành thân là được 20. Chiều cao là được 70. Tàng ngang 72. Rồi, 1 triệu 300 ngàn chứ, mã số 80. Dạ. Chưa không xì rồi, tôi tính rồi. Ở số 81 ở siêu bông Sài Gòn luôn chị ơi. Cắt dây bỏ coi. Cắt dây yếu lắm mà. Không. Rồi mã số 81 siêu bông Sài Gòn luôn chị. Cái nào cũng nụ nó ok hết trơn coi chứ. Vậy xem nó ngắt giùm nó ra độc non nè. Nó mất gược. Cái này đế điểm nha. Nụ hết sức nụ. Rồi cái này hoành là được 17 hoành. Chiều cao 72. Tàn ngang 75. Rồi 1 triệu 200 ngàn chị. Mã số 81. 12. 82 là một cây khúc thọ hương nha anh chị. Cây phong lớn, phong cao, dáng hơi siêu siêu nha quý vị. Mà vàng xương tàn. Dữ lắm nha anh chị. Cái này ghép được một mùa ha. Cái nó tàn nó dữ lắm nó tàn anh chị. Cái lô này em có 5 cây anh chị. Cô chú chị nào chốt 5 cây thì em để giá hữu nghị anh chị rồi em ship xe tải luôn ha. 5 cây. Mấy cái bò ghép đó, cô chị bằng cây quốc luôn. 4 cây thọ hương với 1 cây phú tăng. Nói chung là cỡ ăn cỡ này không anh chị. Cô chú anh chị nào mà có chị, cho em 2 ổ nữa chị. Không duyên gồng gồng á. Nhắn nó hơi siêu siêu nha cô chú chị ha. Để mày ăn. Xin chị kìa. Đây. 39 hoành. Trắng đâu không? Đó, chuẩn nha anh chị. Hoành 39. Chiều cao là 1m9. Tán ngang là 142. Rồi mã số 82 cây thọ hương này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu 300 ngàn chị. Cái này nội tôi có rồi, vui luôn rồi tôi chú chị. Nhỏ nhắn cũng có, trên tàn thì tướng tàn chú. Số 80. Mã số 83. Rồi. Cây cúc thọ hương luôn chị ơi. Rồi anh chị xem nè. Cái này chơi với cặp cây 82 ha. Vàng xương tàn thì tướng tàn luôn rồi chú chị. Dữ lắm rồi chị. Nụ con đúc thì ok anh chị ơi. 8 giờ. Vàng vàng xương tàn thì tiếng tàn hết trơn rồi. Hết sức. 39 hoành luôn nha anh chị. Đó này khi chơi cặp xứng nó vừa ngang cái chạng hoành luôn ha. Cái kia 39 này 39. Rồi cái này 1m8 chiều cao. Tàn ngang 139. Rồi cây thọ hương mã số 83 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu 400 ngàn luôn chị. Đây, cái này cái tàn là đặt cứng luôn nha anh chị. Nút nụ quá khứ.
mưa lâm gâm tao trên chính tao đi đá. Hai thằng tao được rửa con tăng một con tăng có ba. Mã 84. Mã số 84, cây khủng nha anh chị Thọ Hương nha. Dạ mình chơi bộ ba luôn hết cô chú anh chị. Quá khứ cái này anh chị. Giáng xương. Đây là chùm cuối nè. Mà cái dàn xương dài dày mệt luôn cô chú anh chị ha. Nút là lắp lá nào cũng có hết trơn hết cô chú. Nút rồi. Cái kêu biết làm gì không? Cái kêu làm gì không? Dán xiên mà phun cao đó nha cô chú, gì cái này để chứ cái này. Mấy phân này chưa, mấy phân à. Đất liền ra yeah, no mà. Trời ơi. Đế dắt chỗ nào cái bệ đế à. Bệ đế đặt này là được 64 hoành 40 chiều cao 2m tàng ngang 1,5m. Rồi mã số 84 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 7.500.000. Cây phân hạt lớn mà phân cao quá. Có 5 cây đó cô chú chị, đầu chốt cái 5 cây cái này là làm dao luôn. Rồi cái này đầu đế quá trời đẹp. Có sức cái đường bài đế nè. Chị xem ha. Đế là giá chữ A luôn nè cô chú chị, cái con rẻ là bự bự thôi. Gì mà không dính mắt trời. Dạ, rồi. Dạ, mã số. Mã số 85. Rồi, khúc Thọ Hương luôn chị ơi. Rồi cái này trên cặp với cây 84 anh chị. Đó, chị xem ha. Siêu siêu mà đàn lớn, đàn cứng tàn luôn chứ anh chị. Hứ gì chưa nổi. Quá khứ tàn. Nụ nốt thì khỏi kê luôn rồi chứ anh chị ha. Hết với cái tàn lớn anh chị. Cái này trên cặp với cây 84 là tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh công phu. Đúng cặp luôn đó. Hay chứ nếu chơi hai cây là đúng cặp luôn đó. Còn nếu chơi bộ ba cây là chơi bộ là thành bộ ba. Bốn cây là thành hai cặp. Cái này để nổi hết tôi cây hai thì lại á. Ừ. Giờ lại chút đi. Cái này nở hậu nha cô chú. Bệ đế nở đều. Cây này chắc chậu không dễ. Cái phôi không là cốt cành đều á cô chú anh chị. Thì xem mà nếu mà mua nuôi cây phôi cả này mà biết nó bao lâu đó chị. Rồi đế nó nở nữa ha. Ngầu dữ vậy ta. Sao cái này hoành lớn vậy ta. 41 hoành. 41 hoành tính 41 hoành chị gần 42 luôn á. Nè em đo ăn gian nhưng mà đo ăn gian như mấy ăn gian thôi. Không có giống ai chân á. Là cây 44 rồi ha. Tính 41 thôi nha. Chiều cao là 2m. Ngang 1,5m. Rồi 6.800.000 anh chị em, mã số 85. Rồi 6.800 cô chú họ. Dạ mã số. Mã số 86 là một cây giảo Phú Tăng. Ồ. Một cây tàng thông đế cũ luôn nha anh chị. Rồi cây nụ hết biết nụ luôn anh chị ơi. Phú Tăng mà nụ nè. Đúng là Phú Tăng già mùa nụ khó chịu thiệt. Nó kẹo quá chứ. Nụ nó không bự nha anh chị, không có to như thằng Thủ Đức mà nha, nhưng mà nó nằm đều ở trong á ha. Rồi cũ đế đặt này là được 68. 36 hoành. Nha. Chiều cao 1,7m. Tàng ngang 133.
Rồi dạ Phú Tân mã số 86 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 triệu rưỡi. Dạ 5 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Phú Tân tàn không còn hát hơn hát luôn nha cô chú. Một cốt tàn thông hả chị? Ồ, già mùa nữa. Cái này ghép gần 2 mùa đó anh chị ơi. Này gai duyên là 2 mùa đó nha anh chị. Gai duyên là sao là 2 mùa á. Rồi mã số 86 cây Phú Tân là cây cú liếp anh chị. Rồi rất mong cô chú chị gần 6 ủng hộ. Rồi cô chú chị mình thấy hay bấm đăng ký kênh, bấm like để chia sẻ anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.